Cô chào 2K6 nha. Tối hôm nay chúng ta sẽ giải đề số 19 là đề của tỉnh Tiền Giang. Các bạn ở tỉnh Tiền Giang comment rất là tích cực. Thấy video nào các bạn cũng Tiền Giang hết. Nên hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên giải đề tỉnh Tiền Giang trước. Còn các em mà muốn giải đề của tỉnh mình á, hoặc là muốn giải đề của tỉnh nào để tham khảo thì các em comment xuống dưới nha. Mình đã có được 30 đề Anh rồi các em, nhưng mà chỉ có 18 đề toán tuyển sinh vào 10 thôi. Nên bây giờ cô sẽ cố gắng giải thêm 2 đề nữa là được 20 đề. Lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu giải Anh và toán xen kẽ nhau. Ví dụ như thứ hai mình giải Anh, đề thứ ba mình sẽ giải toán. Giải đến ngày 3 tháng 6 khi mà các bạn thi xong về, các bạn gửi đề cho cô thì cô sẽ tiếp tục giải cho các em để kiểm tra đáp án, và giải cho những bạn chưa thi để ôn tập thêm, xem thử dạng đề năm nay nó như thế nào. Và các em thi xong thì các em nhớ gửi cái đề về fanpage cho cô nha, để cô giải cho các em. Bên cạnh 18 đề toán tuyển sinh vào 10 của các tỉnh thì cô đã giải cho các em 4 đề thi cuối học kỳ 2 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các em tham khảo thêm, tại vì nó có những cái dạng bài rất là giống trong đề thi tuyển sinh nha. Những cái đề rất là hay của hai thành phố lớn mà. Bây giờ mình sẽ đi vào giải đề của tỉnh Tiền Giang đi các em. Trước tiên là mình sẽ xem thử đề này gồm có những câu hỏi nào nha. Bài số 1 người ta yêu cầu mình rút gọn biểu thức, và bài 2 là cho cái biểu thức này đi rút gọn, sau đó là tìm tất cả giá trị của x để m bằng 1, 1,5. Bài số 2 giải một cái phương trình bậc 2, phương trình bậc 4 và hệ phương trình, và viết phương trình đường thẳng. Đó, thỏa mãn yêu cầu đề bài. Bài số 3, 1,5. Trong mặt phẳng tọa độ y này cho cái parabol. Rồi, vẽ 0,75. Rồi tìm tọa độ. Cũng dễ các em ha. Bài số 4 là một bài toán về lập hệ hoặc là lập phương trình. Bài số 5, cái dạng này thì cô đã có video riêng rồi nha, các em tham khảo thêm. Bài số 5 là người ta yêu cầu mình tính giá trị của biểu thức này và cho tam giác vuông ha. Bài 52 thì bài hình gồm có 4 câu này thôi, ABCD thôi. Đối với đề Tiền Giang thì không có câu cuối là câu 5. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bài số 1 nè. Bài số 1 người ta yêu cầu mình đi rút gọn cái căn thức này. Mình ghi đề lại: A bằng căn bậc 2 của 5 cộng căn 7 tất cả bình phương trừ đi 7 chia cho căn 7. Bây giờ các em làm cái bài này và cho cô đáp án đi ha. Làm, tự làm luôn, không có bấm máy tính nha. Thì trong khi chờ đợi các em cho cô kết quả thì cô có một số lời dành cho các bạn. Hôm trước cô giải cái đề số 18 là gồm có 5 câu. Cô đang giải bài 1 thì bạn bảo cô là xuống giải bài hình đi cô ơi. Cô giải như thế này thì lâu quá, biết bao giờ tới bài hình. Thật ra đây là giải đề, cho nên khi đã giải đề thì phải giải câu 1 đến câu 2, câu 3 đến câu 4, câu 5, từ dễ đến khó các em. Mình phải giải theo thứ tự thôi. Vì ở đây là tất cả các bạn đều học, có những bạn mất gốc, có những bạn trung bình, có những bạn học khá, có những bạn khá giỏi, có những bạn học sinh giỏi. Cho nên không thể đang bài 1 mà cô chuyển xuống bài 4, bài 5. Như vậy thì những bạn mà học yếu, học trung bình, học khá để chẳng hạn, làm sao các bạn tiếp thu kịp, đúng không nào? Cô đã có những cái video, ví dụ như video toán hình, tức là cô sẽ giải nguyên cái bài hình đó. Rồi có những câu mà cô giải câu cuối không, những video cô giải câu cuối không, thì các em có thể học thêm ở đó. Hoặc là các em thấy những câu này dễ quá thì các em thôi, những câu này em biết làm rồi, em học tốn thời gian, thì em đi ra những cái đề khác. 18 đề mình đã giải đó, 22 đề chứ. Các em học cái câu 4 và câu 5 thôi, rồi tí xíu các em quay lại các em học bài hình nha. Các em thông cảm cho cô, tại vì ở đây là mình dạy kiến thức cho tất cả các bạn. Có những bạn: cô ơi em mong được 5 điểm thì làm sao, được 6 điểm thì làm sao đó. Nên khi giải đề là mình phải chấp nhận tốn thời gian các em. Và cô sẽ làm thêm những cái video nâng cao để cho những bạn muốn 10 điểm thì sẽ học được. Cô biết rằng là các em bỏ thời gian ra các em học những câu này thật là phí, cho nên cô cũng không có mong muốn là các em sẽ ở lại với cô, mà các em hãy ra học những cái câu khó nha, học những cái câu khó luyện. Cứ muốn 10 điểm thì cứ lấy câu 4 của từ đề 1 đến đề 18
và thêm 4 đề cuối kỳ nữa giải hết. Sau đó là giải câu 5, giải hết. Đó, các em cứ làm như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào lại cái bài này đi. Ở đây chúng ta có một cái công thức là căn bậc 2 của A bình. Bỏ bình bỏ căn thì nó sẽ ra trị tuyệt đối của A. Và việc tiếp theo là chúng ta phải bỏ trị tuyệt đối này. À, bỏ trị tuyệt đối thì cô sẽ hướng dẫn cho các em bấm máy. Trong đề 18 thì cô cũng đã hướng dẫn rồi. À, ở đây thì mình sẽ lý luận như thế nào em? Nó bằng A khi nào? Khi A lớn hơn bằng 0. Và bằng trừ A khi A nhỏ hơn 0. Bây giờ mình sẽ xem nè. Ở đây 5 mà cộng cho căn 7. À, 5 cộng căn 7. Thì ở đây chúng ta sẽ dĩ nhiên 1 cộng 2 hay 2 cộng 3 gì cũng đều là gì? Đều là số dương hết, cho nên nó sẽ nằm trong cái trường hợp này. Còn bấm máy thì chúng ta sẽ bấm gì em? Shift. Ở đây mình sẽ bấm shift. Được không? HIB. Đây, HIB tức là trị tuyệt đối nè. À, hôm trước cô giải đề số 18 á, thì có bạn hỏi cô là cô ơi trong cái bài đó mình có bấm máy được không? Được các em nhá. Các em bấm nhưng mà các em lý luận ra là được rồi. Đó, mình bấm để cho nó đúng kết quả thôi. Mình bấm như thế này nè, bằng nè. Có bày mẹo bấm thôi các em. Như vậy ở đây cái bình phương nè với cái căn này cô sẽ rút đi ha, nó sẽ còn trị tuyệt đối của 5 cộng căn 5 cộng căn 7. Rồi trừ đi mấy em? 7 chia căn 7 tức là bằng căn 7 nhân căn 7 chia cho căn 7 đúng không? Căn 7 rút gọn với căn 7 là còn một cái căn 7. Hoặc là các em bấm máy cho cái phần này cũng được, lấy 7 chia căn 7 nha. Rồi mình nhập trị tuyệt đối của 5 cộng căn 7 này. Nếu như các em không biết nha thì các em cứ nhập thôi. Đó, trị tuyệt đối của 5 cộng căn 7 nó sẽ bằng 5 cộng căn 7, thấy không? Đó. Rồi mình ghi ra bằng 5 cộng căn 7 trừ đi căn 7. Mà nếu như cái biểu thức của mình nó đang như thế này mà nó ra đúng y cái biểu thức trong cái này thì mình cho cái mà trong trị tuyệt đối này lớn hơn 0 là được rồi. Đó, mình giải thích ra vì 5 cộng căn 7 lớn hơn 0. Đó, rồi mình ghi tiếp xuống. Căn 7 với lại trừ căn 7 rút gọn đi, kết quả của mình là bằng 5. Kết luận vào cho cô nè. Vậy A bằng 5. Xong nha. Bài này 1 điểm rưỡi, chúng ta đã có được 0,75 điểm. Mình qua tiếp bài số 2 đi em. Người ta cho mình biểu thức M bằng như vậy đó, với điều kiện rút gọn. Thì trước tiên các em làm gì? Các em cũng cứ ghi cái điều kiện là x lớn hơn bằng 0, rồi x khác 1. Rồi, bây giờ chúng ta ghi ra nè. Ghi cái biểu thức M ra ha. M bằng, ghi đề lại, M bằng 1 cái gạch, 2 cái gạch, 3 cái gạch, 1 để cho căn 2, căn x trừ 1. Cô cũng quên, cô quên nhắc các em cái này nữa. À, lúc nào cô làm mọi giải đề cô cũng nhắc các em hết. Cộng nè. Thì khi mà cô chấm đề thi tuyển sinh thứ 18 đó, đề thi thử 18 á, thì các bạn làm hết, có một bạn làm hết từ đầu đến cuối, làm đúng hết luôn. Nhưng mà riêng cái câu mà giải hệ thì các bạn lại ghi sai đề. Mà cái câu đó là 1 điểm các em. Cho nên dù các em có làm đúng từ đầu, từ câu 1 cho đến câu 5 đi nữa, nhưng mà cái câu này các em sai đề thì các em cũng không có được 10 điểm. Cho nên từ câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 thì các em phải làm đúng chắc chắn câu 1, chắc chắn câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Làm là phải kiểm tra lại một lần nữa các em nha. Đó, thì hôm trước khi mà cô chấm bài á, thì cô phát hiện ra là có hai bạn luôn. Một bạn là sai bài hệ, một bạn là sai bài phương trình. Đó, cho nên các em nhiều khi các em cứ giải nghĩ là dễ đó, cho nên các em chủ quan mà rất là dễ sai ha. Rồi mình ghi lại đúng chưa nè. 1 căn x trừ 1, căn x cộng 1 cho x trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ quy đồng đúng không? Ở đây em có căn x trừ 1, ở đây em có căn x cộng 1, mà ở đây em có x trừ 1. Mà x trừ 1 thì nó sẽ bằng gì em? X trừ 1 thì bằng căn của x
tất cả bình trừ đi 1 thì nó sẽ bằng a bình trừ b bình, đúng không? Thì bằng a trừ b nhân cho a cộng b. Như vậy thì chúng ta sẽ nhân ở đây cho căn x cộng 1, nhân ở đây căn x trừ 1, còn ở đây là không nhân. Được không em? Đó, mình quy đồng mình đưa về cùng mẫu luôn nha. Bằng nè. Quy đồng đưa về cùng mẫu luôn. Mẫu của mình ở đây sẽ là căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng cộng 1. Ở đây mình nhân cho căn x cộng 1 nè, thì nó sẽ thành 1 nhân căn x cộng 1 là căn x cộng 1. Là dấu cộng mình khỏi cần dấu ngoặc luôn ha. Ở đây mình nhân cho căn x trừ 1 cộng cho căn x trừ trừ 1. Ở đây mình không có nhân cho nên mình sẽ ghi lại cộng cộng 2. Được không em? Cô sẽ nhân cái này lên đây nè. Đó, cô nhân cái này lên đây nè. Còn cái là mẫu đây cô sẽ giữ nguyên nè ha. Bằng nè. Mình rút gọn đi em. 1 với trừ 1 là mình rút nè. Như vậy đây còn căn x với căn x là thành một cái bánh cộng một cái bánh là hai cái bánh. Cộng 2 chia cho căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng cộng 1 bằng tiếp ra. Ở đây có số 2, đây có số 2, cô đặt 2 làm nhân tử chung thì còn lại căn x cộng cộng 1 chia cho căn x trừ 1 nhân căn x cộng cộng 1. Đến đây mình làm gì nữa em? Mình có căn x cộng 1 với căn x cộng 1, mình rút gọn đi ha. Kết quả của mình còn lại 2 chia cho căn x trừ trừ 1. Kết luận vào cho cô nè. Vậy m bằng 2 chia cho căn x trừ 1 với, mình ghi cái điều kiện là x lớn bằng 0, x khác 1. Ở trên đây các em ghi rồi, các em không cần ghi ở đây cũng được. Nhưng mà mình ghi đầy đủ thì nó sẽ là như thế này. Xong chưa? Người ta yêu cầu mình là tìm tất cả các giá trị của x để m bằng 1. Ngày mai chúng ta sẽ có những cái video về toán thực tế nha. Ngày mai cô sẽ làm thêm thôi. Nó sẽ không có nằm trong chương trình giải đề của mình, nhưng mà sẽ là làm thêm cho những bạn muốn học thêm những cái dạng bài đó. Cho nên các em cần giải bài toán thực tế của tỉnh nào thì các em comment xuống dưới ha. Tìm tất cả giá trị của x để m bằng 1. Đấy. Câu B các em, tìm x hả? Câu B là tìm x với m bằng 1. Như vậy thì với x, điều kiện của mình là x lớn hơn bằng 0, x khác 1. M bằng 1 thì ta được gì em? M là của mình là bằng 2 chia cho căn x trừ 1 bằng 1. Mình tương với nè, quy đồng cái này lên ha. Hay để cô đem xuống đây luôn. Thì bài này nó ngắn. Đó, tương đương với gì nè? Quy đồng cái này lên bỏ mẫu luôn nha. Như vậy thì 2 nó sẽ bằng gì em? 1 là bằng căn x trừ 1, mình nhân cái này lên nè. 1 nhân với cái đó cũng bằng chính cái đó luôn. Tương đương với trừ 1 chuyển qua là cộng 1, như vậy là bằng 3. Cái này là căn x. Mình bình phương hai vế lên thì x bằng mấy em? X bằng 9. X bằng 9 có thỏa mãn yêu cầu không? Có không? Điều kiện của mình là x lớn hơn bằng 0 và khác 1. Đây, 9 thì khác 1 rồi và lớn hơn 0. Như vậy mình sẽ ghi là thỏa mãn điều kiện. Vậy, kết luận vào. Vậy m bằng 1 thì x bằng 9. Mình đi qua bài tiếp theo nha. Giải phương trình và hệ phương trình sau. Đây là phương trình bậc 2, phương trình bậc 4 và hệ cấu A đi em. 1A x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Hôm trước các bạn hỏi cô là cô ơi sao không có lập delta, thì cô nói rồi các em có 3 cách giải cho những dạng bài như thế này, là nếu như nhẩm nghiệm được thì các em sẽ nhẩm nghiệm,
Nếu như lập delta thì các em sẽ lập delta. Nếu như mình nhẩm nghiệm không được, hoặc là mình làm bằng máy tính không được, mình phân tích thành nhân tử không được, thì mình sẽ đi lập delta vì số nó xấu các em. À, số nó xấu thôi, nghiệm xấu thôi. Thì các em có cách thứ nhất nè, các em sẽ đi lập delta nè. Cách thứ hai là các em nhẩm nè. Cách thứ ba là chuyển thành nhân tử. Nhiều bạn bảo là cô ơi, người ta yêu cầu giải phương trình, người ta đâu có yêu cầu là giải phương trình bằng cách nào đâu các em. Cho nên cái này là chúng ta đã học từ lớp 8, miễn sao các em ra được nghiệm rồi. Còn cái này là mình học từ lớp 9 nè. Đó, cho nên là nếu nhẩm nghiệm được thì các em có thể nhẩm nghiệm. Mà nhân tử mà nhanh thì chúng ta làm nhân tử. Còn hai cái này không được thì các em mới đi làm delta nha. Tại vì cái này nó ví dụ như cái này, bài này 2 dòng, nhưng cái này sẽ là 3, 4 dòng, rồi cái này sẽ là 5 dòng. Cho nên những cái nào làm mà tiết kiệm thời gian thì mình sẽ chọn ha. Ở đây thì cô sẽ chọn bằng phương pháp nhân tử. Mình sẽ bấm máy tính ra. Cái này thì nhẩm nghiệm A cộng B cộng C cũng được, để 3 cách luôn ha. Mình bấm menu mode 53 các em. Cô nhầm với mấy 580 nên cô nói menu 1 bằng 2 bằng trừ 3 bằng 1 nghiệm bằng 1 nè, 1 nghiệm bằng trừ 3 nè. Sao cô bị ho suốt vậy nè? Bằng 1, 1 nghiệm bằng trừ 3. Như vậy các em sẽ chuyển qua nó thành x trừ 1, chuyển cái này qua là thành x cộng, cộng 3. 1 chuyển qua thành trừ 1, trừ 3 chuyển qua thành cộng 3. Như vậy chỗ đây nó sẽ tương đương với gì em? Tương đương với là x trừ 1 đóng ngoặc lại nhân với là x cộng 3 bằng 0, tương đương. Đó, mình sẽ có A nhân B bằng 0 thì A bằng 0, hoặc là B bằng 0. Các bạn ở Tiền Giang á, nhờ các em share video giúp cho cô nha. Mời bạn bè của mình, của lớp mình vào học. Tương đương nè, x bằng 1 và x bằng trừ 3. Rồi nha em. Rồi đến đây mình kết luận thôi. Vậy phương trình có hai nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 3. Mình qua câu B đi em. X mũ 4 cộng 3 x bình trừ 4 bằng 0. Câu B nhé. Câu B cô giải bên đây luôn nhỉ. Thôi mình xuống đây đi. X mũ 4 nè cộng với 3x bình nè trừ đi 4 bằng 0. Phương trình này gì em? Trùng phương, như vậy là chúng ta sẽ đặt t đúng không? Các em đặt t bằng x bình, mình đặt t bằng x bình phương. Và điều kiện của t là như thế nào? Phải lớn hơn bằng 0, tại vì một cái số bình phương thì phải luôn lớn hơn bằng 0. Chứ nếu nó âm thì sao được em ha? Bình phương sao âm được? Mình đặt t xong rồi mình sẽ thay vào ha. Ở đây cô đặt là phương trình 1 đi. Rồi thay t bằng x bình vào phương trình 1 ta được. X mũ 4 tức là bằng x bình tất cả bình. Đó, cho nên là mà x bình của chúng ta thì bằng t, cho nên ở đây nó sẽ thành t bình nha em. T bình cộng cho x bình là bằng t, cho nên chúng ta sẽ nghĩ là 3t trừ đi 4 bằng 0. Đến đây chúng ta lại tiếp tục đưa về nhân tử ha, tương đương với mình lại bấm máy cái bài này ra để mình nhẩm nghiệm được. Không, mình bấm máy nha. Đó, 1 bằng 3 bằng trừ 4 bằng 1 nghiệm bằng 1 và 1 nghiệm bằng trừ 4. T bằng 1 với T bằng trừ 4. Như vậy em chuyển qua nó sẽ là T trừ 1, chuyển cái này qua sẽ là T cộng, cộng 4, rồi lấy hai cái nhân lại. T trừ 1 nhân cho T cộng, T cộng 4 bằng 0. Tương đương tiếp em. A nhân B bằng 0 thì A bằng 0, hoặc là B bằng 0. Mình tương đương ở dưới đi, để mình loại nghiệm ra luôn. Tương đương nè. Như vậy chúng ta có hai nghiệm là T bằng 1 với lại T bằng trừ 4 thì sao em? Loại đúng không? Còn cái này là thỏa mãn, hoặc là các em ghi là nhận. Loại với nhận cho nó hay.
Rồi, với t bằng 1 thì chúng ta suy ra gì em? À, suy ra t là bằng x bình, như vậy x bình bằng 1 thì suy ra tiếp gì? X bằng cộng trừ 1. À, như vậy thì chúng ta có nghiệm của phương trình này là gì? Vậy phương trình có nghiệm x bằng trừ 1 và x bằng 1, được không? Bước đầu là mình sẽ đặt t bằng x bình với điều kiện là t lớn hơn bằng 0. Nếu các em không có điều kiện này, người ta sẽ trừ em 0,25 điểm. Thay t bằng x bình vào phương trình là phương trình số 1 thì ta được t bình cộng 3t trừ 4 bằng 0. Rồi mình bấm máy tính để nó ra được hai cái này nha. Cái này thì loại nhỏ hơn 0, loại t bằng 1 thì mình có x bình bằng 1. Có nhiều bạn giải đến t là không giải nữa các em. Không phải nha. Đến t cái kết luận là không được, các em phải kết luận nghiệm x nha. Vì phương trình của người ta cho là x mà. Mình đi qua tiếp cái bài hệ đi em. X cộng y bằng 3 với lại x trừ y bằng 1. Bài C ha. X cộng y bằng 3 với x trừ y bằng 1. Ở đây mình có y, ở dưới mình có trừ y, như vậy hai số này đối nhau thì mình sẽ dùng phép cộng nha. Dùng phép cộng ở đây. X cộng x là bằng mấy em? Bằng 2x. Y cộng cho trừ y là hết rồi, bằng 3 cộng 1 bằng 4. Khi em ghi lại cho cô phương trình, một trong hai phương trình này, mình ghi lại cái phương trình ở trên, tại vì sao? Xíu mình rút y ra thì nó sẽ không có dấu trừ ha. X cộng y bằng 3 tương đương với x bằng mấy nha? 4 chia 2 là bằng 2. Rồi mình chuyển qua y bằng mấy? Y sẽ bằng 3. X chuyển qua là trừ x tương đương với x ở đây bằng 2 nè. À, mình thế vào thì y bằng mấy em? 3 trừ đi 2 bằng 1. À, kết luận nha. Làm xong là phải kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm, nghiệm này ở dạng là cặp x y bằng x của mình bằng 2 y bằng 1. Câu này dễ cho nên cô đi qua nhanh nhé. Bài 2. Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm A và song song với đường thẳng D phẩy. Phần này thì mình cũng có video riêng rồi. Đầu tiên mình sẽ gọi phương trình đường thẳng D, mình có dạng y bằng ax cộng b. D phẩy của mình thì y bằng a phẩy x cộng với b phẩy. Mà d song song với d phẩy thì lúc này chúng ta sẽ suy ra a nó sẽ bằng a phẩy, hai cái hệ số trước x bằng nhau. Nhưng mà b phẩy như thế nào? B phẩy khác b phẩy, được không em? Đó. Thì chúng ta làm luôn ha. Sau đó chúng ta thế vào điểm A thì nó sẽ suy ra được. Mình cứ làm từng bước đi. Phương trình gọi ha. Đầu tiên mình sẽ gọi phương trình đường thẳng D có dạng gì đây? Y bằng AX cộng B. Chúng ta có vì nè, đường thẳng D đúng không? Nó song song với đường thẳng D phẩy, cho nên ta có gì em? A bằng mấy? A của mình nó sẽ bằng gì? Bằng 1. Đó. Đường thẳng D phẩy của em là y bằng 1x cộng 7, cho nên A bằng 1. Và thêm cái nữa là gì em? A bằng 1 và B nó phải khác gì? B phải khác 7. Đó. B phải khác B phẩy. Chứ nếu B mà trùng B phẩy thì hai đường thẳng này nó trùng nhau rồi, nó không còn là song song nữa. Mình có A bằng 1 nè, B khác 7, như vậy thì mình sẽ thế tiếp tục cái điểm điểm A vào đây ha. Điểm A có tọa độ 1, 4. Như vậy mình sẽ suy ra phương trình của mình có dạng luôn. Suy ra đường thẳng D nó sẽ lúc này nó sẽ thành Y bằng gì em? X cộng
x cộng b đúng không? Lúc này a của em nó bằng 1, thế ra đây nè. Rồi, y bằng x cộng b. Tiếp tục chúng ta có cái đường thẳng d này đi qua điểm a, như vậy điểm a thuộc đường thẳng d đúng không? Vì điểm a có tọa độ 1, 4 thuộc đường thẳng d, nên bây giờ mình sẽ thế vào. Chỗ nào có y mình thay bằng 4, chỗ nào có x mình thế bằng 1 ha. 4 sẽ bằng 1 cộng cộng b. Từ đây mình tương đương với b bằng mấy nha? 1 chuyển qua là trừ 1, 4 trừ 1 bằng 3. Mà bằng 3 thì có khác 7 không em? Có đúng không? Cho nên chúng ta ghi là thỏa mãn. Vậy phương trình đường thẳng d là y bằng x cộng mấy em? Y bằng x cộng 3. Mình đi qua bài tiếp theo nha. À, bài này còn dư giải rồi mà. Cô chuẩn bị nó hơi nhiều rồi đó. Trong một phẳng tọa độ y cho parabol y bằng x bình. Cái phần này thì cô sẽ hướng dẫn thôi chứ cô không có vẽ nha. Cô chỉ ghi ra thôi, còn vẽ là các em tự vẽ. Trong nhiều video cô đã hướng dẫn rồi. Và đã có hai cái video về hướng dẫn vẽ đồ thị và lập bảng giá trị rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi là gì? À, câu 1 nè. Mình có góc tọa độ đúng không? Góc tọa độ điểm O có tọa độ 0, 0, 0. Trục đối xứng là gì em? Trục đối xứng là trục O, OI. Và tiếp theo chúng ta có bảng giá trị. Mình vẽ bảng giá trị ra. Bảng giá trị của mình sẽ gồm 5 điểm x. Ở đây là y bằng x, x bình. Điểm đầu tiên là điểm 0 ha, 0, 0. Rồi mình thế tiếp x bằng mấy em? X bằng 1 thì y sẽ bằng 1. Thì x bằng trừ 1, cái này đối xứng qua nè. Trừ 1 y cũng bằng 1. X bằng 2 thì y bằng 4. X bằng trừ 2 y cũng bằng 4. Rồi từ đó các em vẽ đồ thị nha. Khi làm bài là các em sẽ vẽ cái bảng giá trị ở dưới đây nè. Đó, các em vẽ ở dưới này nè. Được không? Rồi các em vẽ cái đồ thị ở bên đây. Đó, phần giao cô trình bày như thế này cho các em dễ thấy trong một cái bảng. Nhớ nha, để đẹp thì các em làm bảng giá trị ở đây. Đó, rồi sau đó các em vẽ cái đồ thị ở đây cho cô nhé. Câu số 2 người ta yêu cầu mình là bằng phép tính tìm tọa độ của điểm M thuộc parabol có hoành độ là căn 2. À, bây giờ mình sẽ đi làm để xem cô xem ở dưới này có không. Hết rồi, thì cô làm ở đây luôn nha. Cô sẽ dời cái này qua hết đây đi. Đó, cái này là của câu số 1, rồi mình làm câu số 2 ở đây. Bằng phép tính, hãy tìm tọa độ điểm N thuộc parabol B. Ở đây mình có parabol B là y bằng gì em? Y bằng x bình. Và N của mình á, thì có tọa độ là gì? Có hoành độ là căn 2. Như vậy ở đây nó vẫn còn cái y N chưa tìm ra nữa nè. Rồi mình lên đây mình giải cái bài này luôn nha. Người ta nói rằng đây cái câu này người ta nói nè. Tọa độ điểm N thuộc parabol có hoành độ là căn 2. Như vậy thì các em sẽ đi tìm tọa độ điểm N nhé. Cái này là cô ghi đề cho các em thôi. Vì N có hoành độ là căn 2. Cho nên chúng ta sẽ suy ra điểm N có tọa độ là gì em? Căn 2, còn cái còn lại là YN. Các em đừng có cho nó là bằng, nó có hoành độ là căn 2 thôi nha, chứ không phải là nó nằm trên trục hoành. Đó, cho nên là điểm N nếu mà nó nằm trên trục hoành, các em phải phân biệt giữa hai cái câu này nè. Có một số bạn bây giờ vẫn chưa có phân biệt được. Nếu người ta nói là điểm N nằm trên trục hoành, đó, và có hoành độ là căn 2, thì lúc này đây điểm N của mình đây, ví dụ như cô nói căn 2 đây, thì lúc này là căn 2 mấy em? Căn 2 không, đó vì các em chiếu qua đây thì nó bằng 0 rồi. Nhưng mà người ta nói là N này nó thuộc cái parabol này nè. Đó, ví dụ như đây, nó có hoành độ là bằng căn 2, em chiếu xuống là đây. Nhưng mà cái điểm Y nó vẫn còn nha. Và mình chưa biết được, cho nên mình sẽ gọi nó là YN. Em lưu ý nhé.
đọc đề cho kỹ ha. Như vậy điểm N của mình á, bây giờ nó có tọa độ như thế này, nhưng mà nó thuộc gì nè em? Nó thuộc parabol đúng không? Bây giờ mình ghi là vì N thuộc parabol B y bằng x bình, nên bây giờ chỗ nào có y thì mình sẽ thay bằng in, cho nên in nó sẽ bằng gì em? Bằng căn 2 bình phương. Đó, x của mình bây giờ là thành căn 2, tương tự như cái câu 1 thôi. Thì điểm thuộc vào điểm này thuộc đồ thị thì chúng ta thế vào, điểm thuộc đường thẳng thì chúng ta thế vào. Đó, chỗ nào có x chúng ta thế vào, chỗ này có y thì chúng ta thế vào nha. Rồi, mình tương đương tiếp đi em. Như vậy thì mình suy ra in bằng mấy? In bằng căn 2 bình phương là bằng 2. Từ đây mình suy ra vậy N của mình sẽ có tọa độ là căn 2 2. Câu 2 này cũng chưa có gì khó đúng không? Bây giờ mình đi qua cái bài toán nha. Bài 2 rồi đó. Bài 3 rồi, bài 4 nè. Một người đi xe máy từ A đến B đến hết 1 giờ 30 phút, rồi tiếp tục đi từ điểm B đến C hết 2 giờ. Tìm vận tốc của người đi xe máy trên mỗi quãng đường. Đây là cái mà chúng ta sẽ gọi. Có hai cái quãng đường là quãng đường AB và quãng đường BC. Biết quãng đường đi xe máy từ A đến C là dài 100, như vậy quãng đường tổng nè. Vận tốc xe máy đi trên quãng đường AB á, thì nhỏ hơn đi trên BC. Cô sẽ vẽ cái sơ đồ cho các em hiểu trước đó nha. Vẽ cái sơ đồ ra đi. Rồi sau đó mình sẽ đổ đơn vị trên cái sơ đồ này và mình làm trên cái sơ đồ này luôn. Ok em. Khi các em làm bài các em cũng vẽ sơ đồ, nó giống như là một cái tóm tắt của các em vậy. Quãng đường của mình là từ A đến C, nhưng mà đi từ A đến B thì hết 1 giờ 30 phút. Ở đây cô có là 1 giờ 30 phút thì nó sẽ bằng gì em? 1,5 giờ. Và đi trên BC thì hết 2 giờ. Và cái quãng đường từ A đến C là dài 150 km. Đây, 150 km. Và yêu cầu đi tính vận tốc của AB và vận tốc trên quãng đường BC. Hình dung ra chưa em? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào gọi vận tốc xe máy đi trên quãng đường AB ha. Đó. Rồi vận tốc xe máy đi trên quãng đường BC là, em gọi cái này là x thì cái này là y. Rồi điều kiện của mình ở đây là gì em? Vận tốc thì nó phải lớn hơn không, đúng không nào? Vận tốc phải lớn hơn không. Chúng ta còn một cái điều kiện nữa là ở đây người ta nói là vận tốc trên quãng đường AB, tức là x này, nhỏ hơn vận tốc đi trên quãng đường BC là y. X nhỏ hơn y, nhỏ hơn y ha, 5 km/h. Như vậy thì có phải là y lớn hơn x đúng không em? Đó, y lớn hơn x và y lớn hơn mấy nữa? Lớn hơn 5. Y lớn hơn x và y phải lớn hơn hẳn 5. Được không? Vì sao? Ví dụ như cô cho ở đây là y là bằng 5 km/h đi, vận tốc 5 km/h đi. Thì em lấy 5 trừ 5 bằng mấy? Bằng 0 thì lúc này có thỏa mãn điều kiện không? Không. Như vậy nó phải từ 5 trở đi. Đó, ví dụ như lấy 6 trừ 5 bằng 1 thì được nè. Đúng không? Hoặc là 5,1 mà trừ đi 5 thì vẫn còn 0,1. Cho nên ở đây các em phải lưu ý cái điều kiện mà y lớn hơn 5 nữa nha. Ở đây điều kiện của chúng ta là x lớn hơn 0 và đơn vị là km/h. Cái này thì y lớn hơn mấy? Y lớn hơn 5 mà phải lớn hơn mấy nữa? Phải lớn hơn x nữa. Tại vì lớn hơn mới trừ được chứ. Đúng không em? Bây giờ mình đi vào giải câu này nha. Mình ghi luôn cái câu đầu tiên luôn. Vì vận tốc đi trên quãng đường AB nhỏ hơn vận tốc đi trên quãng đường BC là 5 km/h, cho nên mình sẽ có phương trình là gì em? Y trừ đi x bằng 5, phải không? Vì vận tốc
xe máy, ghi nguyên cái câu lại, đi trên quãng đường AB thì nó nhỏ hơn, nhỏ hơn mà cô biết, nhỏ hơn đi trên SBC bao nhiêu? 5 km/h. Nên mình ở đây mình sẽ có gì em? Y ở cái nào lấy cái lớn trừ đi cái nhỏ, trừ đi cái nhỏ bằng bằng 5. Quay lại, người ta cho mình cái quãng đường này là 150 km. Đã, người ta cho thời gian, cho vận tốc, cho thời gian, cho vận tốc. Như vậy em sẽ đi tính quãng đường của AB, tính quãng đường của BC, rồi em cộng lại là được 150. Là chúng ta sẽ có quy trình số 2 nhé. 1 nè. Một bài toán người ta cho cái gì thì mình phải sử dụng cho hết luôn em nha. Bây giờ mình sẽ đi tính quãng đường của AB trước đúng không? Mình nhìn vào đề luôn nha, nhìn vào cái sơ đồ luôn. Thì chúng ta có quãng đường AB là XAB bằng bao nhiêu nhỉ? XAB thì quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời, thời gian, vận tốc là x đúng không? Ở đây là x nè, cái này là y nè. Cho nên đây chúng ta sẽ có x nhân với thời gian là 1,5 ha. Tiếp tục chúng ta có quãng đường của BC là SBC sẽ bằng gì nè? Quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian là nhân 2 ha. Mình có quãng đường AC thì bằng AB cộng với BC. Đó, cho nên mình sẽ có là quãng đường AB AC ha, dài 150 km. Nên ta có 1,5x cộng với 2y là bằng mấy em? 150. Mình đặt ở đây là phương trình số 2. Từ 1 và 2 ta có hệ. Cái hệ của mình à, ở đây mình đặt cái y ra trước đi ha. Hoặc các em chuyển qua là thành trừ x cộng y bằng 5. Cái này em có 1,5x cộng với 2y sẽ bằng 150. Hệ này là các em phải giải nha, chứ chúng ta không có bấm máy nha. Ở đây chúng ta có hai số đối nhau, hai số này đối nhau, cho nên là cô chỉnh lại cái bảng xin. Hai số này đối nhau, cho nên là chúng ta sẽ nhân cái này cho mấy em? Mình sẽ nhân cho 1,5. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng dấu cộng, phải không? Ở đây mình sẽ nhân là trừ 1,5x. Mình nhân tiếp cho đây là 1,5y. 5 x 1,5 là bằng 7,5. Cái này 1,5x cộng 2y bằng 150. Rồi mình cộng phía trên và phía dưới, phương trình trên, phương trình dưới. Hai cái này đối nhau cộng lại là hết. 1,5 cộng với 2 bằng mấy em? Bằng 3,5. 3,5y bằng, lấy 7,5 cộng cho 150, như vậy là 157,5 đúng không? 157,5. Mình ghi lại, ghi cái phương trình này nè em ha. Mình ghi cái phương trình trừ x cộng y bằng 5 cho nó đơn giản. Trừ x cộng y bằng 5 tương đương tiếp. Ở đây mình rút y ra nó sẽ bằng mấy nè? Lấy 157,5 157,5 chia cho 3,5 là bằng 45 em. Bằng 45 nè. Rồi mình rút x ra thì x sẽ bằng gì nè? Trừ x cộng y bằng 5. Bây giờ em muốn rút x ra thì em chuyển cái x này qua đây, rồi em chuyển cái số 5 qua đây nha. Thì lúc này x nó sẽ bằng gì em? Chuyển số 5 qua là thành y trừ 5. Được không? Hoặc là những bạn nào mà còn chưa chắc lắm thì các em lấy x trừ y cộng 5 nè. Đó. Rồi các em để nguyên cái trừ x này lại thì em ghi trừ x bằng 5 trừ đi y. Sau đó em thế số y này vào và em bỏ cái dấu trừ nhé. Ở đây chúng ta có x sẽ bằng y trừ đi 5.
kết quả của mình cho câu này bằng mấy em? Rồi mình tương đương tiếp nè. X của mình, y của mình nó bằng, y của mình là bằng 40, 45 và x lấy 45 trừ 5 là x bằng 4, 40. Thì y có lớn hơn x không em? Có. Rồi cái y của mình nó có lớn hơn 5 không? Có luôn. Như vậy để chúng ta ghi là thỏa mãn. Rồi các em kết luận cho cô đi. Vậy vận tốc đi trên quãng đường AB nha. Các em ghi giúp cho cô nha. Cho nên ở đây cô sẽ ghi VAB bằng V trên quãng đường BC bằng VAB của chúng ta là bao nhiêu? Là x, cho nên nó là 40 km trên giờ. Nhớ phải có đơn vị nha em. Cái này là 45 km trên giờ. Mình xong bài này nha. Đó, khi làm bài các em chịu khó vẽ cái sơ đồ ra. Rồi các em gọi là phải chú ý cái phần điều kiện nè. Xong nha. Mình đi qua tiếp cái bài hình. Bài hình này gồm có hai câu, một câu nhỏ và một câu lớn. Cho tam giác ABC vuông tại A. Rồi tính các giá trị biểu thức B bằng giá trị của biểu thức B bằng 5 sin B cộng 3. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. AB dạy bằng 6 BC. AB của mình là bằng 6 cm. BC của mình là bằng 10 cm. Tìm sin của góc B. Đó. Như vậy chúng ta phải có sin của góc B thì chúng ta mới tính ra được P. Sin thì bằng đối chia huyền. Các em mới có huyền chưa có đối, đúng không? Vuông tại A. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore vào trong bài này để tìm ra AC. Có AC chúng ta đi tính sin góc B, có sin góc B mình thế vào ha. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác ABC vuông tại A ta có, mình sẽ có BC bình là bằng gì? Bằng AB bình cộng với AC bình, đúng không? Từ đây mình sẽ tương đương với AC bằng gì? Căn bậc 2 của BC bình. Mình chuyển cái này qua nè, rồi mình lấy căn bậc 2 luôn ha. Trừ đi AB bình. Vì độ dài cho nên là cái căn này nó phải là dương luôn, chứ chúng ta không ghi là cộng trừ nha các em. Bằng đi em. Căn bậc 2 của BC của mình là bằng 10 bình trừ đi 30 trừ đi 6 bình. 100 trừ đi 36 là bằng 64, căn 64 là bằng 8 cm. Mình có AC bằng 8 rồi. Như vậy chỗ này sẽ là 8 cm nè. Như vậy mình tìm được sin B không em? Sin của góc B bằng sin B là bằng đối là bằng 8 chia cho huyền là 10. Mình rút gọn đi ha. Rút gọn cho 2 là còn 4/5. Như vậy từ đây mình có B bằng 5 sin B cộng 3. Thế số vậy em, nó sẽ bằng 5 nhân cho 4/5 cộng với 3. 5 với 5 rút gọn, như vậy 4 cộng 3 bằng 7. Kết luận vào ha. Vậy B bằng 7. Rồi mình đi qua bài tiếp theo đi. Cho đường tròn O và đường tròn O phẩy tiếp xúc ngoài tại A. Hai đường tròn này tiếp xúc với nhau tại A nè. Với R lớn hơn R nhỏ, tức là đường tròn O nó sẽ lớn hơn đường tròn O phẩy. Kẻ BC là tiếp tuyến chung ngoài. BC là tiếp tuyến chung ngoài. Thì lúc này BC nó sẽ vuông góc với OB và vuông góc với OC. Tiếp tuyến là phải vuông góc với bán kính nè. Tiếp tuyến chung trong tại A. Đây, trong tại A của đường tròn này cắt BC tại điểm M. Như vậy tiếp tuyến thì chỗ này vuông
vuông góc, chỗ này cũng vuông góc luôn. Chứng minh 4 điểm. Câu A chứng minh O, B, M, A cùng thuộc một đường tròn. Các em có góc này 90, góc này 90, hai góc như thế nào đối diện nhau cộng lại 180. Như vậy thì tứ giác đã nội tiếp đúng không em? Mà cái tứ giác này đều liên quan đến gì? Liên quan đến đường tròn O hết, cho nên bây giờ cô sẽ xét đường tròn O ha. Mình xét đường tròn O, ta có, các em có hai cách để trình bày. Một là các em cứ ghi BC là tiếp tuyến, rồi các em có cái này 90, rồi các em có MA là tiếp tuyến, có cái này 90, hoặc là các em ghi cả hai cái tiếp tuyến luôn. Các em ghi là BC và MA là hai tiếp tuyến của đường tròn O tại B và A ha. Cho nên mình suy ra cái góc đó 90 độ. Ở đây cô sẽ trình bày một cách đơn giản nhất, là trình bày từng cái để cho các bạn khác cũng có thể theo dõi được ha. Mình xét bây giờ mình có gì em? Mình có BC là tiếp tuyến của O tại đâu? Tại điểm B, cho nên mình suy ra được OB vuông góc với lại BC. Mà OB vuông góc với BC, cho nên cô sẽ có góc OBC bằng 90 độ, đúng không? OBC thì cũng như là OBM nha. Mình tiếp tục, mình có MA là tiếp tuyến của đường tròn O tại đâu em? Tại điểm A, cho nên mình sẽ suy ra được góc suy ra được OA vuông góc với MA. OA vuông góc với MA, cho nên cô có góc OAM. OAM bằng 90 độ. Đây. OA vuông góc MA, góc này 90. OB vuông góc với BC nên góc này 90. Bây giờ mình sẽ đi xét cái tứ giác ha. Xét tứ giác gì? OBMA. Chứng minh cùng thuộc một đường tròn thì mình đi chứng minh tiếp tuyến, sau đó là mình đi chứng minh 4 điểm đó cùng thuộc một đường tròn. Ta có gì em? Mình có góc OBM cộng góc OA OAM thì bằng 180 độ, mà hai góc này ở vị trí đối diện nhau. Đó. Từ đây mình suy ra gì em? Mình suy ra tứ giác OBMA nội tiếp. Nội tiếp thì mình suy ra OBMA cùng thuộc một đường tròn. Được không? Điều phải chứng minh. Xong em nhé. Mình đi qua tiếp câu B ha. Người ta yêu cầu mình là gọi E là giao điểm. Gọi E là giao điểm của OM. OM là đường này. OM và AB. Đây. F là giao điểm của O'M với là AC. Chứng minh tứ giác AMF. Ở đây là cô có điểm mà gọi E là giao điểm nè, gọi F là giao điểm nè. Yêu cầu đi chứng minh tứ giác AE. MF là cái tứ giác nhỏ bên trong này nè, là hình chữ nhật. Cái tứ giác màu hồng đó là hình chữ nhật đó em. Hình chữ nhật thì các em đi chứng minh gì đây? Chứng minh đi tứ giác này có ba góc vuông, có dễ không em? Nhìn vô là thấy vuông rồi đúng không? Mình có dễ dàng chứng minh được OM là trung trực của AB không? Có chứng minh được góc này vuông không? Rồi mình chứng minh được O'M vuông góc với AC không em? Trung trực luôn, vì hai tiếp tuyến cắt nhau mà, tính chắc hai tiếp tuyến cắt nhau. Rồi mình đi chứng minh được cái góc này 90 độ nữa không? Được không em? Được chứ, không? Chứng minh luôn cái góc này 90 độ. Đó. Một tứ giác mà có ba góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật. Được không? Bây giờ chúng ta chứng minh cái góc này
90 góc này 90 trước đi. À, chứng minh góc này 90, góc này 90 đi. Mình có hai cái tiếp trí này, mình tra cái hình này lại đi ha. Để cô dùng một cái dùng một cái gì đó cô tra cái hình này lại. Đây. Mình tra cái hình này lại rồi thì mình thấy cái bài toán nó sẽ đơn giản hơn. Bây giờ các em đi chứng minh OM là trung trực của gì? Trung trực của AB thì em suy ra góc mở vuông cho cô đi. Mình có nè. Cái hai cái này là tiếp tuyến đúng không? Cho nên hai cái này bằng nhau. Hai tiếp tuyến bằng nhau, còn cái này là hai bán kính bằng nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra gì? Đường này là trung trung trực, mà trung được thì vuông, vuông góc. Được không em? Rồi tiếp theo, tương tự chúng ta cũng đi chứng minh như vậy đó. Chúng ta chứng minh đây, mình cũng chứng minh gì? Cái O phải C bằng O phải A, chứng minh MC bằng MA. Rồi suy ra mình có OM O phải là gì? Đường trung trực của A, AC. Tiếp theo nha. À, bây giờ mình sẽ đi chứng minh cái ý tiếp theo. Chứng minh cái này bằng 90 độ. Các em chứng minh làm sao nè? Ở đây các em có cái này nó hơi rối một xíu. Đây, cô dâm lên đây. Cô có góc này là góc 1 nha. Góc 1 nè. Góc này là góc số 2 nè. Góc này là góc số 3 nè. Góc này góc số 4 nè. Đó. Các em có góc này, góc 1 có bằng góc 2 không em? Góc 1 bằng góc 2. Khi mình chứng minh trung trực á, thì mình cũng suy ra đường này là gì? À, cái này cũng là phân giác luôn, tính chất tiếp tuyến mà. À, đường trung trực là phân giác luôn. Vì sao vậy? Cái tam giác này nó cân đúng không? Tam giác này nó cân nè. Đó, như vậy đường này vuông góc thì đường này cũng là gì? Cũng là trung tuyến, mà trung tuyến cũng là phân giác luôn. Nó đường cao. Góc 1 bằng góc 2, góc 3 có bằng góc 4 không? Góc 3 bằng góc 4. Mà 4 góc này cộng lại thì bằng bao nhiêu em? Bằng 180 độ bằng góc M đó. 180 độ, như vậy các em suy ra được rằng góc 2 mà cộng với góc 3 bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ, đúng không nào? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm ha. Được chưa? Hiểu chưa? Tất cả các bạn phải đi chứng minh được cái hình này là hình chữ nhật nha em. Thì câu này nó không có đến quá khó đâu. Tại sao nó cứ bị... Đây. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh OM vừa là trung trực vừa là phân giác luôn nha. Được không? Hay là em chứng minh trung trực thôi rồi em chứng minh phân giác sau. Chứng minh trung trực trước đi ha, cho các bạn dễ theo dõi. Câu B nè, chứng minh AE MF là hình chữ nhật. Đầu tiên chúng ta sẽ có nè OB gì em? À, ta có OB thì bằng OA bằng R. Ở đây người ta cho R lớn R nhỏ luôn, cho nên nhớ phân biệt nha. Rồi BM thì bằng A AM, cái này là gì? Tính chất tiếp tuyến. Hai tiếp tuyến bên ngoài đường tròn cắt nhau thì mặt nhau. Mình có hai điều này thì mình suy ra là gì? MO là trung trực. Trung trực của A AB, mà trung trực thì mình suy ra MO vuông góc với A AB tại E. Vì hai đường này người ta đã cho mình cắt nhau tại E đúng không? Cho nên nếu nó vuông góc với nhau thì nó sẽ vuông góc với nhau tại E. Mình suy tiếp ra là gì? Góc M EA bằng 90 độ. Điều thứ nhất. Tương tự ha, chứng minh tương tự. Mình sẽ có là O phẩy A là bằng O phẩy C nè, bằng R nhỏ ha. Mình có MA
thì bạn MC mở ngoặc ra tính chất tiếp tuyến. Từ hai điều này mình suy ra là gì? MO phải là trung trực. MO phải là đường trung trực của gì? Của AC. À, mà trung trực MO phải là mó. Mó là trung trực của AC. Như vậy mình suy ra trung trực thì mình sẽ suy ra MO phải sẽ vuông góc với AC. Mình suy tiếp ra góc MFA phải thì bằng bao nhiêu? À, MFA thôi. MFA thì bằng 90 độ cái thứ hai. 1 2 này. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh. Các em có thể đi chứng minh cái này cũng được nha. Chứng minh góc này bằng 90 cũng được luôn nè. Bây giờ mình đi chứng minh cái góc số 2 cộng với góc số 3 là bằng 90 độ nha. Chứng minh góc đó góc vuông nữa là được. Để cô dẹp lại cái chỗ này xíu nha. Mình lấy cái hình xuống. Đây. Rồi. Cô sẽ mang cái hình đi xuống đây. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ đi chứng minh góc M1 bằng M2, M3 bằng M4. Các em có thể lý luận là hai cái này là tiếp tuyến cắt nhau bên ngoài đường tròn là tính chất tiếp tuyến ha. Cho nên cái MA này vừa là đường cao và lành phân giác. Rồi em các em chứng minh ra luôn ha. Nên mình có xét tam giác. Mình cứ nên chứng minh ra đi em. Tại vì một số trường á, là người ta yêu cầu chứng minh đó. Xét tam giác MBA thì ta có gì nè. Mình có BM bằng với lại AM. Cái này là chứng minh trên đúng không? Đó. Nên mình suy ra tam giác MBA con tại M. À, mà mình lại có gì? ME vuông góc với lại AB. Cho nên mình sẽ suy ra ME vừa là đường cao, vừa là phân giác của góc nào nhỉ? Góc BMA. Các em ghi cái câu đầy đủ cho cô nha. Rồi, phân giác của góc đó thì mình sẽ suy ra góc M1 bằng M2, suy tiếp ra góc M1 bằng góc M2. Đấy. Tương tự mình lại xét cái tam giác gì em? Xét tam giác MAC. Ta có MA bằng với MC chứng minh trên, nên mình suy ra tam giác MAC cân tại M. Cân tại M mình có MF thì vuông góc với AC, cho nên mình suy tiếp ra MF gì? Vừa là đường cao, vừa là đường phân giác của góc nào em? Của góc CMA. Đó. Mình suy tiếp ra gì? Góc M3 bằng M4. Đây. Lại có M1 cộng M2 cộng M3 cộng M4. Bốn cái góc này cộng lại bằng bao nhiêu em? 180 độ. À, cái này là điều số 5 đi. Từ 3, 4, 5. Từ 3, 4 và 5. Chúng ta suy ra được. Ở đây mình có góc M1 nè. Thì bằng M2 nè. M1 bằng M2. M3 thì M4 thì bằng M3 đi ha. Cô ghi như vậy cho dễ nè. M4 thì bằng M3. Đó. Mà bốn cái góc này cộng lại thì ở đây cô ghi là M1 bằng M2, được không? Như vậy thì mình sẽ lấy hai cái góc này cộng lại, hai góc này cộng lại nó cũng chính bằng gì em? 180 độ chia 2 đúng không? Đó. Ở đây có phải là 2 lần M1 cộng 2 lần M4 với hai góc này bằng nhau mà thì bằng 180, như vậy thì M1 cộng M4 bằng 180 chia 2.
Rồi ở đây mình sẽ có M1 à, M2 cộng M3 chứ. Mình cần M2 cộng M3 bằng 90 độ. Góc này bằng góc này, góc này bằng góc này. Mình cần là mình cần góc này. Hả? Hồi nãy cô nhớ nhầm vị trí là 1,4 ở đây. Mình có M2 cộng M3 bằng 90 độ, cho nên mình sẽ suy ra là gì? Cái góc EMF bằng 90 độ. Suy ra góc EMF bằng 90 độ. Hồi nãy là ở trên là 1, 2 đúng không? 1, 2 nè. 1 sao, 2 sao, 3, 4, 5. Ở này là 6 đi ha. Từ 1, 2 và 6. Thì các em suy ra được tứ giác gì nhỉ? AEMF. Tứ giác AEMF là hình chữ nhật. Mình đi lên lại xíu nha. Đầu tiên mình sẽ chứng minh cái góc này vuông bằng cách chứng minh là cái này trung trực. Rồi, chứng minh góc này vuông bằng cách là chứng minh cái này trung trực. Sau đó mình chứng minh cái góc này bằng 90 độ bằng cách là chứng minh cái này là phân giác, cái này phân giác, hai góc này bằng nhau mà bốn góc này cộng lại là bằng 180, được chưa em? Trình bày thì nó hơi dài dòng thôi, nhưng mà đây là những cái câu cần thiết mà chúng ta phải ghi. Đó. Mình qua tiếp bài C ha. Chứng minh rằng MEF, cô sẽ vẽ lại cái hình đồng dạng. Cô vẽ lại chỗ này nha. MO nè. MO phẩy nè. Rồi cái này nữa nè. Đúng không? Cái này là điểm E, cái này điểm F. MEF kem, MEF là cái này. Đồng dạng với M. Đồng dạng với cái hình lớn ở ngoài đi. Đây. Cái tam giác này đồng dạng với cái tam giác này. Như vậy rõ ràng mình thấy ở đây có một góc chung rồi đúng không? Góc M chung rồi đó. À, các em suy nghĩ đi. Cái này cũng không khó lắm đâu, đi chứng minh đồng dạng. Câu C mà cũng chưa khó lắm nha. Tính ra đề Tiền Giang cũng nhẹ. Sắp xong rồi, cố gắng lên em. Mình có cái góc này là chung nè. À, bây giờ em chứng minh cho cô một cái tỷ lệ nữa đi. Xét gì em? Xét tam giác MAO vuông tại A. Đó. Vì mình có gì? Mình có MA vuông góc với OA. Lúc nãy mình có chứng minh rồi đúng không? Xét tam giác MAO vuông tại A, ta có EA là đường cao. Đó. Áp dụng hệ thức lượng. Áp dụng hệ thức lượng thì mình sẽ có MA bình sẽ bằng ME nhân với MO. Tương tự mình lại đi xét tam giác gì nào, MAO phẩy vuông tại A, ta có gì? Ta có AF là đường cao. Tiếp tục áp dụng hệ thức lượng thì ta có gì? MA bình thì bằng MF nhân với gì em? MF nhân với MO, O phải, phải không? Đây, từ A và B đi. Từ A và B ta có ME nhân MO thì bằng MF nhân với MO, O phải. Hay chúng ta tương đương tiếp là gì nhỉ? Mình lấy MA chia xuống gì em? Chia cho
MF hoặc là chia cho M MA chia cho MO phẩy à. Đúng với cái tỷ lệ lúc nãy chúng ta làm ha. MA thì chia cho MO, O phẩy thì bằng gì? Bằng MF chia cho M MO. Giờ mình đi xét hai tam giác nữa là được. Xét tam giác gì? MAF với MO phẩy O. Xét tam giác MAF và tam giác MO phẩy MO phẩy O. Ta có, mình có cái tỷ lệ MA chia cho MO phẩy bằng MF chia cho M MO. Và mình có cái điều thứ hai đó là cái góc này chung OM OMO phẩy ha. OMO phẩy là góc chung. Từ đây chúng ta suy ra gì em? À, tam giác MAF đồng dạng với tam giác MO phẩy O phẩy OT trường hợp cạnh góc, cạnh góc cạnh đều phải chứng, đều phải chứng minh. Rồi nha, bây giờ mình đi qua tiếp câu D đi em. Người ta cho mình R này là 16 nè, cho cái này bằng 9 nè. Tính diện tích tứ giác OB à, OB C phẩy à, em ơi, OBCO phẩy. Được không em? Mình có cái này là vuông góc nè, cái này vuông góc nè, đúng không? Em có cái đường này, đường BC nè, em có OB vuông góc BC, cái này vuông góc với BC. Như vậy em suy ra hình này là hình gì? Hình thang, tại vì mình có hai đường này cùng vuông góc cho nên song song với nhau. À, các em quay ngược cái hình lại nha, cô sẽ quay lại cho các em dễ thấy nè. Đó, nhìn số thì nó hơi ngược đó, nhưng mà các em thấy cái cạnh này nè, nó vuông góc với BC, cạnh này cũng vuông góc với BC, nên hai cạnh này như nào, song song, mà hai cạnh à, đáy song song thì hình này là hình thang, thứ nhất là hình thang. Hình thang gì nè em? Hình thang vuông đúng không? Hình thang vuông cho nên mình sẽ có diện tích này sẽ bằng gì? Bằng tổng hai cạnh này nhân với chiều cao chia 2. Rồi nha. Rồi mình quay ngược cái hình lại. Rồi mình làm bài thôi. Nhưng mà phải đi tính cạnh gì em? À, cạnh BC, phải đi tính cạnh BC trước. Mình phải mình mới có OA và O phải A thôi, thì tìm BC em. Cô sẽ vẽ thêm một số đường nữa để cho các em dễ nhìn. Ở đây các em có được cái đường này. Coi như mình vẽ lại một cái hình luôn đấy. Vẽ lại cái hình của câu C, tại vì mình sẽ vận dụng kết quả của câu C. Đây các em có góc này vuông ha. Có góc này vuông ha. Góc này có vuông không em? Góc này vuông luôn. Đó. Nói chung là vuông bốn phía luôn đó. Đó. Vì là hình chữ nhật mà. Các em dùng hệ thức lượng cho cô đi, các em đi tìm ra độ dài của cạnh MA đi. Tại vì sao? Vì nếu em có MA em sẽ suy ra được MC và suy ra được MB luôn đó. Được không em? Bây giờ mình làm luôn nha. Rồi. Các em đi tính cho cô cái cạnh MA bằng cái gì nè. Nếu em dùng hệ thức lượng. Đây. Mình có cái tam giác này vuông không? Đây. Tam giác này vuông. Rồi. Các em có được cái này là đường gì em? Đường cao luôn đúng không? Đó. Như vậy các em có suy ra được MA, cái này là đường cao luôn nè. Suy ra được MA bình sẽ bằng gì em? Bằng OA nhân với lại A, A O phải không? Em có MA em suy ra được MB, MC. Có MB, MC em tính ra được diện tích không? Đó. Như vậy chúng ta phải làm hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta đi chứng minh cái hình OBC, O phải là hình thang. Việc thứ hai là các em đi tính cái này. Mình đi tính cái này trước này. Bây giờ chúng ta có cái tam giác OMO, cái chỗ này là E nè, F nè.
Vì cái góc EMF là bằng 90 độ chứng minh trên, cho nên mình sẽ suy ra tam giác OMO phẩy vuông tại đâu em? Vuông tại M. OMO phẩy vuông tại M, được không? Rồi mình có MA là đường cao. Tại vì sao? Vì mình có MA nó vuông góc với lại OA đó. Chứng minh ở trên luôn em ha. Rồi. Mình có đường cao, mình có tam giác vuông, như vậy mình áp dụng hệ thức lượng. Mình có gì? MA bình sẽ bằng OA nhân với lại AO, AO phẩy. Mà OA thì bằng 16 nhân cho 9, đúng không? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra MA bằng mấy em? Mình tính ra luôn, 16 nhân cho 9 đi. 144. Cho nên mình sẽ suy ra được MA đây là bằng 12 cm. Rồi mình có MA rồi. Bây giờ mình lại có gì em? Lại có MA thì bằng MB bằng MC chứng minh trên. Cho nên mình sẽ suy ra BC bằng MB cộng MC. MB cộng MC tức là bằng 12 cộng 12 là bằng 24 cm. Mình đi làm cái vế thứ hai là mình xét gì nè? Xét tứ giác OBCO phải ta có nè. Mình có OB thì vuông góc với lại BC. Đó. Cái này là tính chất tiếp tuyến hoặc là các em ghi chứng minh trên ha. Rồi mình có O phải C cũng vuông góc với lại BC, tương tự tính chất tiếp tuyến. Từ hai điều này mình suy ra OB nó song song với gì em? O phải C. Các em mở ngoặc ra cho cô ha. Mở ngoặc ra cho cô là từ vuông góc đến song song. Đó. Rồi như vậy thì mình suy ra gì em? Mình suy ra tứ giác OBCO phải là hình thang gì đây? Hình thang vuông. Mà hình thang thì chúng ta có công thức diện tích OBCO phải sẽ bằng gì em? Bằng tổng hai đáy là bằng hai đáy của mình. Hai đáy của mình là OB cộng với O phải, O phải C, OB cộng với O phải C, rồi chia cho mấy nè? Chia cho 2 nhân với chiều cao. Chiều cao của mình là BC ha. Đấy. Thế số vào em, OB của mình bằng mấy? OB bằng OA là bằng 16 nè. Rồi cái này là bằng 9 nè. Như vậy là bằng 6 cộng với 9 chia cho 2 nhân với chiều cao. Chiều cao của mình BC là bằng 20. 24. Như vậy mình có 15 chia 2 nhân 24 180 cm bình. Xong rồi em nha. Cái này là 16 em ơi. 16 xong cuối cộng nha. 16 là 25 chia 2 nhân 24 300 luôn. Như vậy thì câu D của bài này sao nó quá dễ dàng đúng không em? Mình chỉ cần nhớ công thức tính diện tích hình thang là mình làm được rồi. Đây, chúng mình vuông góc. Rồi dùng hệ thức lượng, đa số đề của tỉnh Tiền Giang là dùng hệ thức lượng là nhiều. Như vậy là chúng ta đã xong với đề này rồi. Các em ôn tập chăm chỉ ha. Những bạn nào thấy đề này dễ quá thì các em nên ôn lại những cái đề của những cái tỉnh khác ha. Thường ở phía bên miền Nam thì ra đề sẽ dễ hơn tỉnh ở miền Bắc đó các em. Rồi cô chào tạm biệt các em nha.